Kính chào quý vị, hôm nay thứ Bảy ngày 21 tháng 9 năm 2019. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần đầu bản tin sẽ có những nội dung sau. Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Rouen của Pháp vừa khai giảng khóa 2, chương trình liên kết quốc tế. Đây là chương trình đào tạo cử nhân nghề nghiệp thương mại quốc tế được đánh giá cao tại châu Âu, hướng đến mục tiêu việc làm và hội nhập trong nền kinh tế cạnh tranh toàn cầu hóa hiện tại. Sinh viên sẽ học 3 năm tại Việt Nam để nhận bằng đạt chuẩn quốc tế do Đại học Rouen cấp. Sinh viên năm thứ 3 ở các trường đại học tại Việt Nam cũng có thể học chuyển tiếp 1 năm để nhận bằng của Rouen hoặc nhận song bằng. Theo đó, 40% khối lượng giảng dạy từ các nhà quản lý thực tế và giảng viên quốc tế, 70% môn học thực hành trải nghiệm dự án kinh doanh hoặc cộng đồng. Sinh viên hiện nay là sinh viên giữa Việt Nam và sinh viên quốc tế cùng học chung trong một chương trình. Và giáo viên cũng là giáo viên Việt Nam và giáo viên bên Pháp qua cùng giảng dạy. Các em có nhiều cơ hội để các em thực hành những cái dự án kinh doanh thực tế tại Việt Nam cũng như các dự án kinh doanh quốc tế. Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh, đồng thời sinh viên sẽ có cơ hội giao lưu và học tập cùng các sinh viên đến từ Pháp. Cùng với mức học phí hợp lý, Đại học Mở và Đại học Rouen còn hỗ trợ nhiều suất học bổng cho các sinh viên có thành tích xuất sắc.